lại là bị cái đó là cái điểm nhấn của luôn á. Ờ đúng rồi. Chính xác. Em đánh lại thôi chị, Khảo Lan thua bởi vì em đang lên điểm nè. Lúc em đang 17 ạ. Đúng rồi, ai cho đánh lại? 17 mà chị đánh lại thì 17. Giờ em té. Giờ. Giờ em ngồi thôi chứ ai mà. Ghê vậy. Hồi nãy em với Thuận thắng. Em với Thuận thắng. Em 50. Bất ngờ quá hả? Bất ngờ. Bất ngờ quá chị đâu có tiền. Để đây lát nữa. Lát nữa nha. Tiền sang cho em. Không. Lát nữa đổi anh Hà. Lát đổi anh Hà. Để kêu thằng Đông lên đập heo chứ. Bởi vậy. Đông ơi lên đập heo. Thanh đánh với chị mới ăn được. Không đánh giùm Cương cũng ăn thấy không? Nhưng mà hôm nay không phải là hay mà là mình hiểu. Chị chạy em chạy hiểu nhau. Nếu em khẳng định với chị là em với chị Hằng sẽ xóa cái chuỗi thắng được. Thanh, em với chị Hằng hứa sẽ ăn chị kìa. Sẽ xóa cái chuỗi thắng thắng đợt. Bữa nay chị bất bại. Em thấy tiệm của Thắng đâu bật đồ có đồ có đồ anh đặc biệt không ta? Cái gì đánh ấy đó khai trương á. Đâu và cái hôm nay là chiều cũng vậy. Nghĩa là không nhà nhậu mà không có nghĩa không? Chị thấy nó chiều giờ luôn. Nghĩa ơi em đâu rồi? Quả đấy trước em bay về ra ngủ rồi đắp đầu lúc rồi lúc em cái đực cái đặt luôn á là đã ướt hết cái đó rồi. Ủa rồi chị thấy Hằng với Hương là ở đây rồi chị lùa chắc cầu qua kia đó thấy hả, thấy không, nhớ không, hai đứa chịu chạy về. Em với Hương lùa qua đây chị bỏ cái đầu qua đó trước nha. Tới hôm nay em bất bại rồi em không có thua giùm nào. Nãy cho em mừng luôn. Kêu gì chị quần em không nam gặp chị đỏ được hết á, tại chị chuyên đánh nam. Nga ơi chị thắng nha. Tí em với chị Hằng đánh đôi thanh luôn. Chị là sáng giờ là chị bất bại, giờ nó sẽ xóa cái bất bại của chị. Là nó phải thắng chị. Chị vừa đánh rồi. Okay. Một hồi nữa tiệp với Nga luôn. Anh thôi lên rồi, tiếp còn thời gian. Bây giờ mới có rưỡi hả? Yêu! Yêu ơi! Kéo chi? Ông có ai cứu ông? Ông thấy ông nào cứu chưa? Ông kêu đi rồi. Ông đấy nhảy một tô hủ tiếu gõ rồi. Mà sao không chạy hả? Em đổ tiếu gõ chị chẳng có gì luôn. Chị chẳng có gì luôn. Tay chạy không nổi chị. Chiều nó đánh cái một cái thật khó hơn. Cái gì ăn vậy? Bên kia không đủ không được cái có nghĩa là một là phân phối hai là quá lưới một người ra ngoài cái kiểu của kiểu lửng lửng ao hôm nay là nó thua hết luôn. Chửi hai chồng ta ngồi bên đây đúng luôn đúng luôn. Rồi
Như vậy Thuận ơi. À Thuận kìa đang đánh. Để nó máng lắm giờ lại lấy đi, nó máng trên tụi về lại lấy đi. Quên. Kìa nó máng kìa, bắt đầu trả. Lấy đi. Chỉ có một cái mà biết sao không? Chị phải để giờ đi đan á, chị gọi ship gấp á. Em hôm qua uống đúng một cái ly giấm, cái ly giá là không về mất 2 tiếng rồi. Thì về uống ly nữa đi, nói nghe. Anh hàng tiếng cả tháng luôn. Tháng trời. Trời nó hay lắm. Nó anh bạn chèo đậu xanh cái nữa còn chăm chẻo vậy nữa. Với lại gì biết không? Đớp uống ly nước cam nữa là xuất sắc luôn. Cam không đá không đường nha. Là giọng hay liền luôn á. Ao. Giờ cứ trường. Bắt 200 cây. Không tới. Tỷ số nhiêu? 21-19. Tỷ số 21-19. Hàng qua bển rồi đánh Nga đi.